Bộ Công an kết luận các nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, Đại Nghĩa không chiếm đoạt tiền từ thiện. Ủa rồi dùng bên mấy tháng trời có mình tao đi tù dậy hả? Năm ngoái em nghe nói các anh chị nghệ sĩ sắp đi tù vì ăn chặn tiền từ thiện. Em nhanh trí book vé vào tù để được xem live show miễn phí. Giờ ra rồi mới hay anh chị vô tội, làm em trong trại cứ ngóng mãi. Mình không bao giờ tin những nghệ sĩ này ăn chặn từ thiện ở Việt Nam, mà mình tin nó ăn chặn xuyên quốc gia. Một bộ phim sắp ra mắt, Phi Vụ Bão Lũ, với sự góp mặt của Thủy Tiên, Thành Trai, Linh Club, Xe Đầu Hưng, MC Phan Anh, dự kiến khởi chiếu ngày 3 tháng 7 năm 2022. Wow! Rồi xong em xin lỗi các anh chị, bữa em theo nhầm bên ạ, giờ em theo lại bên anh chị thì có được không ạ? Tôi bên mùa, bên nào thắng tôi theo bên đó, chúc mừng các nghệ sĩ nhé! À đầu! Chúc mừng chị Thủy Tiên yêu dấu, mãi ghét chị! Mình tin những nghệ sĩ này họ không chiếm đoạt tiền từ thiện mà họ chỉ dùng vào việc cá nhân thôi! Chúc mừng các nghệ sĩ đã được giải oan nhé. Từ giờ trở đi việc làm từ thiện sẽ không nghệ sĩ nào dám làm nữa. Vì có làm thì cũng không ăn được đồng xu nào. Không ăn được thì ai mà làm. Quá chuẩn luôn. Sau khi được kết luận không chiếm đoạt từ thiện, Thủy Tiên tung ngay bộ ảnh kèm caption đủ nắng hoa sẽ nở. Trời biết chưa. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ tiền từ thiện thì sẽ mua nhà. À đâu. Đủ nước lũ rét sẽ trôi, mãi tin Thủy Tiên ăn chặn từ thiện về xây nhà. Vài năm sau Công Vinh đăng bộ ảnh, hết nắng hoa sẽ tàn. Vẫn là hình ảnh ngây thơ chưa chẽn ấy, chứ lúc phát tiền từ thiện thì chỉ tay vô mặt người này người kia lên mặt như đi bố thí gì đó, mãi ăn ti chị. Mãi tin tưởng Ngọc Trinh còn, Trinh. Riêng bản thân tôi thấy thì chị Thủy Tiên không làm sai gì cả, chỉ là chị thiếu kinh nghiệm phát tiền không đồng đều thôi. Đồng bào miền Trung có người được 1-2 triệu, có người thì được vài chục hoặc vài trăm tỷ, ví dụ như anh Lê Công Vinh ở Nghệ An. Hiểu kiểu gì? Chúc chị năm nay sẽ gặt hái nhiều thành công vào mùa lũ. À đấy là đám anti chị nói thế chứ còn tôi thì vẫn tin câu chuyện về những người dân mất một chiếc dép mà chị nói, mãi yêu chị. Thủy Tiên mãi là cô Tiên, giống như Ngọc Trinh mãi còn Trinh. Hả? Tiếp tục từ thiện nào. Trái tim mùa lũ. Wow. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ bằng chứng chị mới vào tù. Đàm Vĩnh Hưng khẳng định đã âm thầm thu thập bằng chứng vi phạm của CEO Phương Hằng hơn 4 tháng qua, đang làm việc với cơ quan công an Tỉnh Dương để xử lý. Trời biết chưa. Mừng rớt nước mắt. Đàm Vĩnh Hưng anh ơi, âm thầm mà sao ai cũng biết vậy. À đâu. Bên người kia phải có trách nhiệm đứng lên xin lỗi các nghệ sĩ chân chính Hoài Linh, Việt Hương, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Võ Hoàng Yến, thầy ông nội. Húc nhau hai phía châu bò, lòi ra thầy nội nhập kho một mình. Một bên thì đón Tết bình an, còn một bên thì xuân này con không về. Công lý ở đâu, công bằng ở đâu cho thầy ông nội. Cuối cùng sau bấy nhiêu ngày chịu đựng thì anh Đờm đã ho được tiếng ho đầu tiên, cảm lạnh. Hóa ra Ngọc Trinh bây giờ vẫn còn Trinh, làm đó giờ cứ tưởng. Người yêu thanh niên cướp ngân hàng được cho 1.3 tỷ nhưng không khai báo.
như vậy nội oan nhận 50 củ từ bạn trai của cô gái đã được lực lượng chức năng minh oan. Ngoài tiền mua xe và cho bạn gái ra thì nam thanh niên trên còn tip cho tài xế taxi đèo mình lên Vĩnh Phúc số tiền là 136 triệu và bảo đó là tiền buôn bán kim cương mà có. Số tiền này hiện đã được tài xế taxi giao nộp cơ quan công an. Cho tiền sắm Tết, sắm luôn cái còng số 8. Khoan quá bao đại nhân ơi, rõ ràng em cho nó gần tỏi dữ mà dân mạng chê ăn kibo cho mỗi 50 cò. Xin lỗi vì lần trước lỡ chê cho dì bèo thế có 50 triệu. Đấy thấy không, các ông đã trách nhầm người rồi. Đây là đúng là hảo hán vừa nghĩa khí vừa hào phóng. Cặp đôi tâm đầu ý hợp có phúc cùng hưởng, có đi tù cùng nhau. Đúng là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Mục đích để người yêu cùng đi tù không lo bị cắm sừng. Bếp tính toán. À đầu. Đúng là anh chàng này cao tay thật. Quả này thì đi tù cũng không lo mất người yêu. Hai bạn hạnh phúc trong những bộ quần áo mới. Tiền bo cho taxi chắc phá kỷ lục thế giới. Tội chú taxi tưởng vớ kẹo ngon, không biết có xài âm miếng nào chưa không bù chết mẹ. Như một nhà hiền triết nào đó đã nói, mọi con đường đều dẫn về trại giam. Ai cũng phải đi tù thôi. Theo một góc độ nào đó thì thanh niên này khá là sông xanh, tán lộc rất ok luôn. Cố tình đưa nhiều tiền cho người yêu để nhỡ có làm sao người yêu cũng ra chịu tội cùng với mình. Ở tù mình vẫn chăm được cho người yêu, đúng là bậc thầy tính toán. Wow. Đang yên đang lành tự nhiên được người yêu cho đi tù. Đáp án câu hỏi IQ phần trước là 23. Quy luật là số đằng trước và số liền nhau cộng vào nhau, rồi cộng thêm một vào nữa. Chúc mừng bạn Hen DJ đã có câu trả lời đúng, chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Bạn Teren J là người có câu trả lời đi kèm với giải thích đúng và nhanh nhất. Ngoài ra top 10 bạn sau cũng có câu trả lời đúng nhé. Iia, Anna Nguyên 2D tộc sơ, con mèo đen có lông màu trắng, Sang Đông, Duyên Ami, Nguyễn Thường, Hữu Nhân Lê, Minh Hải Nguyễn, Hiếu Phan, 1 triệu channel. Còn đây là câu hỏi phần này, cái xô nào sẽ được đổ đầy trước? Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.